là học sinh lớp 10. Vừa rồi cháu đã đạt giải khuyến khích môn tiếng Pháp thành phố. Và điểm thưởng của cháu là học sinh giỏi là 200 và một cái giải khuyến khích môn tiếng Pháp thành phố thêm cho cháu 100.000 nữa. Đó là của cháu Nguyễn Ngọc Minh. Cháu Phan Thị Khánh Vân, con bố Bình Mẹ Khánh là học sinh lớp 10, cũng là học sinh giỏi, thưởng cháu 200.000 đồng. Cháu Phạm Tấn Khang là học sinh lớp 10, cũng là học sinh giỏi và vừa rồi cháu có thi thêm cái môn giải toán khoa học nào đó, đoán tin đạt giải ba. Phần thưởng của cháu là học sinh giỏi là 200 và thêm một cái giải nữa là 100.000, tổng của cháu là 300.000. Cháu Đặng Thành Linh, con bố Linh mẹ Lý là học sinh lớp 7, đạt học sinh giỏi được 200.000. Cháu Nguyễn Quế Công, con bố Tạng Huyền Dung là học sinh giỏi lớp 8 và vừa rồi cháu lại đạt được huy chương vàng môn taekwondo cấp thành phố. Một tràng hoa tay dành cho cháu Nguyễn Quế Công. Phần thưởng của cháu là học sinh giỏi 200.000 và huy chương vàng là 200.000 nữa, tổng của cháu là 400.000. Cháu Hoàng Nhật Minh, con mẹ Hồng là học sinh giỏi là 200.000. Cháu Nguyễn Đình An, con bố Hoàng mẹ Hoa là học sinh giỏi 200.000. Cháu Phạm Thu An là học sinh giỏi 200.000. Cháu Phạm Tuấn Lộc, con bố Thịnh mẹ Hoa là học sinh giỏi 200.000. Cháu Nguyễn Hải Phong, con bố Nguyên mẹ Trang là học sinh giỏi 200.000. Cháu Việt Anh, con bố Khôi mẹ Dương là học sinh giỏi là 200.000. Và con cháu Phạm Bình Minh, con bố Bình mẹ Khánh là học sinh nhân tiến, thưởng 150.000. Cháu Nguyễn Quốc Khánh là con bố Kiện mẹ Hiền là học sinh lớp 8 là nhân tiến, là 150.000. Cháu Phạm Hồng Khánh, con bố Dương mẹ Hiền là học sinh lớp 1 là nhân tiến, thưởng 150.000. Và phần còn lại đó là cháu Phạm Đức Tâm, con bố Điện Biển Dương, cháu Vũ Tuệ Lâm, con bố Linh mẹ Hường, cháu Phạm Trần Minh Nhật, con bố Thịnh mẹ Hòa, cháu Vũ Đức Anh, con bố Khôi mẹ Dương, cháu Nguyễn Khánh Ngọc, con mẹ cha là bố cha bố Nguyên mẹ cha, cháu Phạm Lan Hương, con bố Thiện mẹ Hường, cháu Vũ Tuệ Minh, con bố Linh mẹ Hường, cháu Phan Phúc Lâm, con bố Cường mẹ Hà, cháu là tất cả những cháu đó là học sinh mầm non, quý khuyến học đồng viên các cháu, bố cháu 100.000 đồng. Bên cạnh đó là còn cháu Vũ Sao Khuê, con bố Dung, con mẹ Dung bố Gian là cũng mầm non là 100. Cháu Chu Mi, con bố Thịnh mẹ Giang là học sinh lớp 1 là 200. Và cháu Nguyễn Khánh Long, con bố Sơn của mẹ Thương là mầm non cũng là 100.000. Đấy là toàn bộ danh sách giải thành tích của các cháu trong năm học vừa rồi đã đạt được. Và gia đình chúng ta một tràng pháo tay nữa chúc mừng thành tích của con cháu mình đã đạt được.